Xin chào các bạn. Video này ghi lại một số máy bay cất cánh trong cơn mưa ở sân bay Nội Bài. Các chiếc này cất cánh từ đầu đường băng 29 thay vì 11 như thường lệ. Do ảnh hưởng của bão nên gió đổi chiều và sân bay cũng đổi đầu cất hạ cánh. Đây là một chiếc A321neo ACF của hãng Vietjet Air. Đây là pha chạy đà cất cánh của chiếc Boeing 787-9 của Vietnam Airlines. Những ngày có bão như thế này, sân bay có thể đổi đầu cất hạ cánh mấy lần trong một ngày do gió xoay chiều liên tục. Còn đây là chị Đại của nhà Vietnam Airlines, một chiếc Boeing 787-10. Và máy bay có sức chứa lên tới 367 hành khách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.